chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết đây là cái cây khoang cổ. Chắc nó già hơn mình rồi, nó làm đâu từ 1990 theo ba mình nói là mình biết như vậy. Đến bây giờ nó cũng được 30 năm rồi đó các bạn. Cây này bằng làm bằng gỗ gì mình không biết nhưng mà nó rất là chắc chắn. Lâu lắm rồi mà nó cũng vẫn còn yên nguyên gì không mục không gì hết. Nó chỉ bị sơ chỗ này thôi. Và mất cái cây rồi nên mình làm lại cái cây khác. Và cơ chế hoạt động của nó là như vậy. Dùng sức của mình để kéo rút tới rút lưới rút tới lưới. Và mình độ nó lại thành cái cây mà mồi lưới thời cổ đại. Mình gắn cái đầu gỗ vào đây. Bring that ass back like a boom 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 boom. 1, 2, 3, come on.
subscribe kênh nha. Ok.